Tôi là gia sư của Hoa tiểu thư, tôi muốn gặp cựu chủ tịch. Xin lỗi thưa anh, không có chỉ thị của chủ tịch, tôi không thể cho anh vào được. Sao mà ở đâu cũng có anh vậy hả? Tôi đến thăm cựu chủ tịch thôi. Muốn mách lẻo cho ông nội của tôi chứ gì? Rất xin lỗi, bây giờ ông không có cách nào để nghe anh nói. Không cho anh ta vào. Vâng. Hoa tiểu thư, tôi xin anh, anh đừng có đi theo tôi nữa, cho âm hồn bất tán vậy. Tôi đã đọc báo của cô rồi. Cô xem như phản ứng rất nhanh. Đừng tưởng chỉ có mình anh thông minh thôi. Cô chưa từng nghĩ đến ai ở sau sai khiến hay sao? Tất nhiên, có thể kịp thời biết lịch trình của tôi, ngay tức thì nói cho người của truyền thông. Tất cả là người thân thiết bên cạnh của tôi thôi. Đúng. Người đó muốn tổn hại tôi như vậy, nhất định là vì tôi đã xâm phạm lợi ích của người nào đó rồi. Đúng. Tôi biết rồi. Nhất định là người suốt ngày ở bên cạnh tôi. Bình thường giờ như không có ác ý, bây giờ ông đội bệnh nặng, hắn lại dậu đổ bìm leo, cuối cùng thì không được, để lộ bộ mặt thật của mình. Chị em giả tạo Hoàng Sa Sa. Hoa tiểu thư, sự việc không phải như vậy đâu. Bạn thân của cô không có lý do để hại cô. Sao lại không có lý do? Chắc chắn là cậu ta mà. Cậu ta tặng tôi cái túi giả rồi còn gì. Cậu ta bị tôi lật tẩy tại chỗ, khiến cậu ta rất mất mặt. Thế nên cậu ta ôm hận trong lòng, muốn thừa cơ trả thù tôi. Chỉ vì một cái túi thôi sao? Phải rồi, hôm đó lúc cô đi mua sắm, có nói với người khác hay không? Sao họ lại? Tôi chắc chắn sẽ trả cho anh. Thật đấy, tôi sẽ trả lại cho anh mà, cả gốc lẫn lãi luôn. Chỉ cần giúp được ba của tôi, tôi đồng ý làm tất cả. Cô gái đó đáng thương quá, cầu xin anh đó. Có cách rồi. Tôi nghĩ ra cách, vừa giúp được tôi vừa giúp được cô ấy rồi. Xin mọi người quan tâm nhiều hơn đến gia đình thu nhập thấp của bệnh nhân bị ốm nặng. Quét mã là được rồi. Cảm ơn. Quét mã hay tiền mặt đều được. Cố lên. Cảm ơn, các anh cũng cố lên nha. Tiểu thư bình thường nhìn ham chơi, không ngờ cũng tốt bụng thật. Đúng đó, nghe nói cô ấy tự bỏ tiền túi giúp đỡ không ít gia đình khó khăn bị bệnh. Nói thật lòng, giỏi hơn anh của cô ấy. Quét mã hay tiền mặt đều được. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Anh ơi, chào mọi người. Bây giờ ông nội của tôi gần đây bị ốm nằm viện, cho nên chúng tôi thường xuyên ra vào bệnh viện. Trong quá trình này, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều mảnh đời khốn khó mà trước đây chưa từng gặp qua. Mỗi ngày có rất nhiều người khổ sở đấu tranh để sống thêm một ngày. Thế nên tôi và anh của tôi đều thật lòng hy vọng giúp được họ. Vậy là anh của tôi đã quyết định tổ chức hoạt động quyên góp lần này. Hy vọng rằng mọi người có thể cùng nhau giúp đỡ cho họ. Hay quá, hay quá. Hay lắm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi và Minh Nguyệt. Thực ra tôi đã muốn thành lập quỹ từ thiện của tập đoàn Flora từ lâu rồi. Hy vọng giúp đỡ nhiều người cần giúp đỡ hơn, cống hiến cho xã hội nhiều hơn. Để khích lệ ủng hộ hoạt động hôm nay của Minh Nguyệt, cá nhân của tôi sẽ bỏ ra 5 triệu. 5 triệu? Sao lại nhiều quá vậy? Đúng là có lòng nhân ái quá. Tốt quá đi. Anh à, anh đúng là anh hùng trong lòng của em luôn đó. Anh thật sự quá tốt bụng rồi. Mọi người có thể cổ vũ cho anh tôi được hay không? Trời ơi, anh à, anh thật khiến cho em mở rộng tầm mắt. Anh của tôi đã quyên góp nhiều như thế rồi. Các bạn nào chưa quyên tiền có thể góp nhiều một chút được không? Quét mã là được rồi. Tới đây. Có ai chưa góp hay không? Nào, ai chưa góp thì góp đi nha. Nào bên này. Anh của tôi đúng là có lòng nhân ái. Mọi người góp một ít đi. Anh à, em nhận được một lá cờ rồi. Đồ cao cấp dành riêng cho cá nhân. Hoa Minh Nguyệt, thiên sứ từ thiện, ánh sáng của Flora. Không ngờ đó, em từ nhỏ tới lớn chưa được tờ giấy khen nào hết. Làm việc tốt là có đãi ngộ như vậy. Sau này phải thường xuyên làm rồi. Làm việc tốt đừng có làm nhiều quá. Lần này anh tự bỏ tiền túi đi. Em hiểu mà. Cảm ơn kho vàng của anh giúp em nha.
Hay là lá cờ thưởng này em tặng cho anh nha. Như thế người khác vào đây sẽ biết anh trai của em thích làm từ thiện hơn. Bên này đi, bên này nè. Hay là bên này nổi hơn ha. Chính là đây, vị trí đắc địa. Anh ơi, cho em cây đinh đi. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt à, em tự giữ lá cờ này đi. Bởi vì đây có lẽ là dinh dưỡng duy nhất mà em có được. Còn nữa, xén lông cừu không thể chỉ xén mãi một con, anh chịu không nổi. Đây sao gọi là xén lông cừu được? Anh nghĩ xem, trên đời này có nhiều người đáng thương như vậy mà. Thứ họ thiếu vừa khéo anh có nhiều. Vậy sao không cho người khác đang cần? Vậy nên để nhiều người tham gia hơn. Nhiều người hơn hả? Đúng ha. Em nên kéo đám chị em của em cùng nhau cảm nhận năng lượng tích cực của em chứ. Cảm ơn anh nha anh trai. Em đi tìm họ đây. Bye bye.